Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Nghệ sĩ Tú Thầy Mỹ đau đớn báo tin tang sự, nghệ sĩ Hữu Quốc cùng showbiz xót xa khi nhận tin đàn anh qua đời. Nghệ sĩ Thoại Mỹ Nguyễn Hữu Châu đau lòng khi thông báo đàn anh qua đời, thông tin ngay lập tức nhận được sự chú ý của khán giả. Sáng sớm ngày 24, nghệ sĩ Tú Thoại Mỹ bất ngờ chia sẻ đôi dòng tiễn biệt dành đến nghệ sĩ Thành Dũng khiến khán giả không khỏi xót xa. Cụ thể cô chia sẻ, vĩnh biệt người bạn hiền của Mỹ, người nhạc sĩ tài hoa Thành Dũng, bạn ra đi để lại bao nỗi tiếc thương của anh chị em đồng nghiệp, thương lắm Dũng ơi. Nguyện hương linh bạn sớm được về với cõi Phật Di Đà. Bài đăng của Thoại Mỹ khiến không ít khán giả ngỡ ngàng, nhiều như xót xa khi nhận tin dữ từ nữ nghệ sĩ. Nhiều netizen đã để lại bình luận an ủi, động viên mong Thoại Mỹ có thể vượt qua nỗi đau tinh thần cũng như gửi lời tiễn biệt đến nghệ sĩ Thành Dũng. Trước đó, nghệ sĩ Nguyễn Hữu Quốc cũng đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình đôi dòng khi nhận tin đàn anh qua đời. Vĩnh biệt anh, một nhạc sĩ tài hoa đã kể thừa những bài bản, nhạc quảng, những giai điệu da diết, những rộn ràng của sân khấu cậy lương thường cổ, Sài Gòn, anh hiền và nhanh nhạy trong việc hòa âm phối khí và luôn uy tín mỗi khi em nhờ. Sau bài đúng hẹn, Nguyễn Hữu Châu chia sẻ. Nam nghệ sĩ cho biết, nghệ sĩ Thành Dũng là một niềm kiêu hãnh của gia đình, cố nghệ sĩ đã cống hiến cả thanh xuân và cuộc đời mình trên sân khấu tung cổ. Nhiều nghệ sĩ trong giới như Hiểu Hiền, Hồng Trang đã gửi lời tiễn biệt đến nghệ sĩ Thành Dũng. Dưới bài đăng, mong cố nghệ sĩ có thể an nghỉ, cũng không quên động viên an ủi tinh thần người thân gia đình, cố nghệ sĩ có thể vượt qua nỗi đau. Trước đó, Bình Tinh đã thông báo trên trang cá nhân về sự ra đi của Thành Dũng khiến không ít người đau lòng. Con gái nuôi của nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long chua xót viết: Anh ơi, Dũng ơi, em xin lỗi, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, ca sĩ Phi Nhung, nghệ sĩ Phi Phụng cùng hàng loạt nghệ sĩ bàng hoàng nhận tin dữ từ cô. Mọi người đều giấu đi nỗi xót xa và cổ động viên Bình Tinh có thể vượt qua nỗi đau mất mát này. Nghệ sĩ Việt Hương cũng chia sẻ trên trang cá nhân, nghe tin anh, người thầy, nghệ sĩ Thành Dũng ra đi vì Covid, hình ảnh anh đây khi Hương quay chương trình đi cùng nghệ sĩ để mộ tìm cho mẹ anh nghệ sĩ cải lương Thanh Thế. Anh lại là kinh tế chính của gia đình, nay anh đi, cô sẽ sống sao với bệnh nan y tiềm năng, hoang mang luôn, chỉ biết nghĩ cách, sao chở lương thực qua. Nguyên chung cư và giường cô sống qua mùa đại dịch chơi tình tiếp, chào anh, người sau lưng những người nghệ sĩ, đột ngột quá. Khoảng thời gian đây, giới nghệ sĩ liên tục phải đón nhận nhiều tin buồn liên tiếp, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ gạo cội, không may đã ra đi trong thời gian dịch bệnh nguy hiểm, Giang Còi, Việt Quang, Kim Phượng, ra đi để lại nỗi nhớ thương cho những người anh chị em, nghệ sĩ đồng nghiệp và người thân ở lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.